đại biểu. Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể các cụ, các bác, đại diện cho hơn 2.000 hội viên của câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời quận Ba Đình. Cho phép tôi được trân trọng thay mặt ban chủ nhiệm câu lạc bộ sức khỏe người ngoài trời, người cao tuổi quận Ba Đình được gửi tới quý vị đại biểu lời chào trân trọng nhất. Hôm nay, 14 câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời người cao tuổi quận Ba Đình đại diện hơn 2.000 hội viên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời người cao tuổi quận Ba Đình để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm và thành tích đã đạt được của nhiều thế hệ hội viên trong quận từ năm 1976 đến nay, nhằm tiếp tục phát huy những phong thể sống thể thao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lạc bộ 14 phường trong quận. Các bác trong ban huấn luyện của câu lạc bộ như bà Khánh Phục, bà Tiết Nhung, bà Cẩm Tú, ông Tá, bà Sợi, bà Hằng và nhiều hội viên trong đội huấn luyện của câu lạc bộ đã nhiều năm đem hết sức lực, tài năng, trí tuệ cùng với 2.000 hội viên của toàn câu lạc bộ đã đóng góp công sức của mình vào thành tích chung của người ta. Cụ đang nói chuyện nhé. Quay này để báo cáo vào Bích đấy. Đùa bác là đưa trang này đến trang web cho vui, khỏe, tuổi già vui khỏe, vui trẻ, đúng không ạ? Hai mốt lần hai dòng. Tí tặng hoa. Có tặng hoa. Năm 2020 ba lôi ba ngoài. Toàn cụ rồi. Vâng vâng đang quay ạ. Vâng. Phong trào văn hóa thể thao của câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời quận Ba Đình. Xin chân thành cảm ơn đằng về sự chỉ đạo sức khỏe của ban lãnh đạo sở thể dục thể thao Hà Nội, của hội đồng câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời người cao tuổi thành phố, ban huấn luyện thành phố và các cơ quan đoàn thể của quận Ba Đình như trung tâm thể dục thể thao, quận ủy và ủy ban nhân dân, hội người cao tuổi và mặt trận tổ quốc quận đã tạo điều kiện cho câu lạc bộ sức khỏe người ngoài trời người cao tuổi quận Ba Đình có được thành tích 35 năm qua. Xin thay mặt câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời cảm ơn ban giám đốc cung thể thao văn hóa, cung thể thao quần ngựa đã tạo điều kiện cho đội huấn luyện của câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời quận Ba Đình có một sân tập rộng rãi. Xin cảm ơn Bộ Tư lệnh Bộ Công an đã giúp đỡ câu lạc bộ có địa điểm thuận lợi để tổ chức lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Xin cảm ơn các cơ quan báo chí như Đài Truyền hình Trung ương, VT3, VT4, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Báo Thể thao Văn hóa của Thông tấn xã, Báo Thể thao Việt Nam và các cơ quan báo đài khác của Trung ương Hà Nội đã phát sóng, viết bài, đưa tin về những hoạt động của câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời quận Ba Đình trong thời gian qua và cả ngày hôm nay. Và một lần nữa, chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời người cao tuổi quận Ba Đình nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Bích. Tiếp nối chương trình, tôi xin kính mời 14 vị chủ nhiệm của 14 phường trong quận Ba Đình lên nhận hoa và cờ lưu niệm. Xin kính mời. Dạ. Và xin kính mời ông Lê Ngọc Hoang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Hà Nội. Bà Hoàng Thu Hà, Phó trưởng phòng thể thao quần chúng Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội. Xin kính mời ông Đặng Văn Tường, Phó Bí thư quận ủy quận Ba Đình. Xin kính mời ông Nguyễn Thông Cần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình lên trao tặng. Xin kính mời. Thank you.
trân trọng cảm ơn các vị đại biểu đã lên trao cờ lưu niệm cho 14 phường.